Cái này là để tắm thôi mà. Dạ tắm rửa rồi vệ sinh này kia là ở đây luôn. Không còn cái chỗ ví dụ như đi nặng thì sao? À, cái đó thì để nhẹ xíu nè, con dùng bịch mũ. Cái gì? Dùng bịch mũ. Dùng bịch mũ này đi hả? À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre. À, được sự giới thiệu của người dân quanh đây thì nơi đây có một hoàn cảnh hai mẹ con sống ở trong một cái ngôi nhà mục nát, và được biết hàng ngày thì lao động chính là thu nhập từ một người cô sống ở trong này khoảng 50-60 ngàn gì đó mỗi một ngày. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì cô lâm bệnh khá là nặng, và nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân để có thể sửa sang lại ngôi nhà cũng như là có một cái số tiền trị bệnh. Và để hiểu thật hư cái câu chuyện đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong ngôi nhà để chúng ta có thể biết được về hoàn cảnh của cô cũng như là chị hơn. Và đây là bên trong ngôi nhà của em, mà được cho rằng là mẹ mình đang sống ở trong một cái ngôi nhà rất là tạm bợ, và hai bên cái vách nhà là được dựng bởi một cái miếng bạc mũ, mà chắc có lẽ là không có tiền mua mũ hay như thế nào. Dạ con chào cô. Dạ cho gắn cái mít cái ha. Thì em được một người hàng xóm giới thiệu nói rằng là hoàn cảnh của gia đình mình hiện nay là rất là khó khăn, thì không biết là như thế nào, và có thể là cho em biết là cuộc sống của mình hiện nay ra sao ha. Dạ bây giờ là con thì không đi làm được nên là mẹ ở nhà dưỡng cái do mẫu á. Còn lúc trước thì mẹ con đi làm khô làm cá. Con ở nhà giữ con nhóc. Mà bắt đầu hồi mấy tháng trước là khoảng một tháng trước là do mẹ con cái giò bị mổ lại lần hai á. Nên là bác sĩ nói có khả năng là đợt này là mẹ con ngồi một chỗ luôn. Nên là mất khả năng đi làm, còn con thì ở nhà giữ nhóc nên chưa đi làm được. Thư là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mãi. Năm nay con 20 tuổi. Lúc nãy thì Thư có hướng dẫn Bùi Hồ với lại Đạt vô đây thì chị nói là mẹ hiện nay rất là khó khăn. Cái chân của mẹ là bị mổ là bệnh gì á Thư? Bác sĩ nói là nó chích mũ ở bên trong. Mẹ có tiền sử bệnh gì không? Dạ mẹ con bị tiểu đường. Đây mẹ cho này nè. Tiểu đường hả? Dạ mẹ bị tiểu đường. Ở trong cái ngôi nhà này là Thư ở với mẹ hay sao? Dạ con ở với mẹ với chồng con. Con im cho mẹ nói chuyện. Mẹ nói cái đi rồi con đưa lại. Là chồng con ảnh đi làm chạy xe tải á. Ảnh có khi ảnh về dưới này, có khi là ảnh đi ở trên nhà ba ảnh ở. Thì ảnh cũng con một. Dạ. Là Thư năm nay là 20. Dạ con đúng 20. 20 tuổi. Là có chồng. Hiện nay căn nhà này là chỉ có mình mẹ ở thôi. Chỉ có mình mẹ, tại vì con về đây ở là để phụ chăm với vợ thôi, chứ bình thường là con không có ở đây. Rồi ba? Dạ ba con mất hồi lúc con mười mấy tháng. Con về đây chăm mẹ lâu chưa? Dạ con về đây cũng được mấy tháng rồi. Rồi lúc mà mổ thì cái chân của mẹ mổ là tốn bao nhiêu tiền? Con cũng không nhớ nữa. Mổ tốn bao nhiêu tiền hay con ha? Cái này lại vì có bảo hiểm á. Về cũng được 1 triệu. Tiền này tiền kia 1 triệu. Dạ. Là bệnh chân bên đây nó cũng giống như vậy bên đây đó hả con? Cái này là mẹ con bị từ hồi bé. Cái chân này bị dị tật. Đúng không? Dạ, hai bên là bị dị tật luôn. Nhưng mà mẹ con mổ cách đây, mổ đợt đầu là nó cũng bị tích dịch mũ bên trong, là mổ cách đây cũng 2 năm rồi. Rồi bắt đầu là đợt này lại là mổ lần 2. Cái công việc hàng ngày của cô là làm cái công việc gì? Hồi đó giờ không có đau, đi làm khô ngày được 70-80 ngàn. Dạ, phơi khô ở ngoài trước đúng không cô? Phải giống như vậy không? Cũng như trước vậy mà không có làm bên đây. Làm phụ với nhỏ bên Mỹ Long, nó ở mấy bên đây nè. Dạ, 70-80 ngàn. Lúc mà cô chú mất thì cô sống một mình đến bây giờ luôn hay sao? Sống một mình tới bây giờ. Sống tới bây giờ luôn. Là chăm Thư là cho đến dựng vợ, đến có chồng luôn. Thì
ngoài việc làm khô ra 70-80 ngàn thì cô có làm thêm cái công việc gì để mà nuôi Thư không? Không có làm gì đâu. Có mấy đứa em rồi con của mấy cô á, nó đi làm có tiền về nó cho rồi nó phụ nuôi. Vậy đó chứ nó đâu có làm gì. Chú bị nhức hớp cho tùm lum đi sao cái được. Dạ. Chú mất lúc Thư mấy tuổi rồi? Nó còn 2 ngày nữa là nó được 19 tháng. Tới giờ là 1 tuổi rưỡi hả? 1 tuổi rưỡi thôi. Là mất là do tai nạn hay sao con? Không, cũng bệnh á. Bệnh hả? Mất ngủ thì cái cũng giật chết. Chết ở nhà thương Bến Tre mình. Ờ. Ủa sao cô muốn khóc hay gì vậy? Rồi cái cao chân của cô vậy làm khô rồi đi nó có bất tiện dữ không? Đi á, bị gì mình làm 2 năm trước mình mổ rồi á, cái đi trở lại nè. Mới đi được có mấy tháng à, 5-6 tháng à. Cái mình đi làm nữa cái nó bị nhiễm trùng. Toàn là mũ con ngủ nguyên mấy trên này luôn, mấy dưới này luôn. Nhất chứ. Cái chân con thấy cái bàn nó ngộ ngộ, lúc mình không có mổ mình đi nó bình thường không con? Đi bên đây như vậy nè. À đi đặt cái này xuống đất á hả? Đúng rồi. Đi vậy là cái đó tại nó bị chai đó hả? Đi bị chai cũng bị phiều lên. Thôi. Con em để cho mẹ nói chuyện tí xíu nè. Chú cho ngoại đeo. Rồi bây giờ gia đình của mình hiện tại là khó khăn cái gì nhất cô? Giờ vậy rồi không có làm gì có tiền hết. Rồi cái cũng như mấy đứa em nó đi cào rồi vô con của cô bà con nữa. Thấy nó thương vậy nó cho tiền mua gạo ăn với bà con của bác người ta rằm nữa, người ta cho tiền cho người ta cho gạo nữa để ăn chứ cũng không có tiền mua nữa cơ. Không có tiền mua gạo ăn. Còn chồng của Thư thì là lái xe tải thì có phụ mẹ đâu không? Dạ anh cũng có phụ này kia ít thôi, tại vì anh cũng con một ba rồi anh cũng không có được khá giả. Ừ. Dạ. Chồng là bao nhiêu tuổi? Dạ anh 23 tuổi. Đang đi lái xe luôn hay sao Thư? Dạ, anh đi anh chạy mướn á. Anh vừa phụ lô rồi lái luôn cho anh ta. Anh cũng làm mướn. Là cái này là con của em? Dạ con của em. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé nay 30 mấy tháng rồi. Là hai vợ chồng em là chỉ có mình chồng em lao động thôi. Chỉ có mình chồng em. Để cho chú nói chuyện. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống. Rồi em qua đây được lâu chưa? Dạ. Qua đây ở với mẹ lâu chưa? Dạ con về đây ở với mẹ cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi. Dạ. À, tối ngủ ở đâu? Dạ tối thì con với mẹ với nhóc ngủ đây. Còn ba bé thì có khi xuống có khi không thì ngủ ở trong. Mình thấy cái nhà như thế này rồi mưa chỗ này tạt mình ngủ được không? Dạ lấy đồ che lại. Có bình thường nếu mà nắng thì đỡ, còn mưa gió giông thì mình lấy đồ mình che với lại xúm lên giường. Cái vách giữa nó bị nứt. Nhà này chỉ có một cái chiếc giường là nó hình như là với lại cái tủ thờ là nó quý nhất thôi. Đúng. Cái vách mũ này là mình che lâu chưa con? Năm mấy. Dạ, che 1 năm mấy rồi. Là mình không có tiền mua lá để dừng tiếp hay sao? Không có tiền mua lá để dừng tiếp. Của mẹ, chú ngồi chú cho. Còn ngôi nhà này là cất lúc mà chú còn sống hay sao cô? Mẹ trả cho mẹ đây. Đây mẹ trả cho ngoại. Cho hay. Dạ, mẹ trả cho mẹ đây. Dạ. Trả cho ngoại 2007 người ta mới có cho. Dạ. Lòi xong. 2000 là nhà nước cho. Nhà này nhà nước cho. Cái này là nhà nước cho. Chứ mình cũng không có tiền để mà cất nữa hả? Ừ. Rồi nhà nữa sau khi chú mất thì nhà nước cho mình nhà này là sống từ hồi đó giờ mình cứ lao động đắp đổi ngày này qua tháng nọ là đủ ăn thôi. Rồi sau đó là mới gả bé Thư đi. Rồi hôm có thể là cho con vô tham quan cái ngôi nhà mình được không? Thư đi đâu gắn vào đây. Lúc đó thì đám cưới thì sao Thư? Dạ con với chồng con là có bé chú mình là làm đám. Là quen trước rồi đúng không? Dạ, này là buồng ngủ bên trong. À. Này là tủ của người ta cho, bên nội con cho á. Lúc mà sanh bé thì nội tối bé còn nhỏ nên là nội cho. Ừ. Ở phía dưới là nhà vệ sinh, cái này là ấy. Nhà vệ sinh ở đâu đâu? Dạ dưới hỏng. Đâu đâu, đi ra ngoài sau. Đất này là sao của mình từ xưa giờ hay sao? Dạ đất cũng như là con nãy con có nói với là đất là của nội con, nhà nội con hồi đó là bên đó nhưng mà bên đây là đất của nhà nước rồi nội con bồi ra.
Rồi cái này để lại cho nhà con ở. Vệ sinh mắc đi ra cái hẻm ra phía sau như thế đó hả? Dạ. Cái sông chén luôn, chỗ mình nấu cơm ở chỗ nào ta? Dạ, nấu ở đây còn bếp ga nào đó. Bếp ga đây còn đồ nấu cơm đó. Rửa ở đây. Còn nhà vệ sinh là ở dưới, nó chỉ dựng bằng lá thôi. Đâu đâu đi thử hả? Ở đây cái hẻm này nè. Ôi, rồi mưa rồi sao đi? Dạ mưa vẫn đi bình thường còn. Ôi, cái hẻm này ôi trời ơi. Ở đây cái nhà vệ sinh mà đi ra đây là cũng một điều khó khăn nha. Ơi không lọt đâu. Ở đây phải khơm xuống. Tại vì nếu mà ở trong thì nó vô lắm nên làm ở ngoài này. Bên đây là của người ta. Ừ, đây là cái nhà vệ sinh của mình. Dạ. Nhà vệ sinh ngoài trời luôn hả? Dạ. Tắm rửa giặt giũ đi giờ ở đây. Dạ giặt đồ luôn ở đây. Rồi làm từ những cái miếng màng này đó hả? Miếng vải. Dạ. Che lại. Trời ơi. Ủa sao mình không làm cái đường đi ở trong em? Dạ vô lắm. Ngày xưa làm có chồng năm có chồng năm 2020. Là 2 năm rồi. Dạ. Là em quen ông xã em rồi có em bé trước rồi mới đám cưới. Dạ đúng rồi. Ừ. Nắng nắng thôi rồi đi vô đi ha. Ở đây là mưa gió sao nhà vệ sinh này sao đi được? Dạ có khi mưa quá thì cái này là để tắm thôi mà. Dạ tắm rửa rồi vệ sinh này kia là ở đây luôn á. Không còn cái chỗ ví dụ như đi nặng thì sao? Dạ cái đó thì tới nhẹ xíu là con dùng bịt mũ. Cái gì? Con dùng bịt mũ. Dùng bịt mũ này đi hả? Dạ. Ôi trời. Đi vô bịt mũ này rồi để đâu? Dục dưới. Có nghĩa là mình tại vì con có để sẵn á. Mình đi thì mình đi dục xuống dưới. Mình đi tiểu á là mình đi ở dưới này luôn. Dạ. Còn mình đi nặng thì dùng bịt mũ. Đi tiêu là mình đi vô bịt mũ. Dạ đúng rồi. Đi vô bịt mũ xong mình cột lại mình dục ra ngoài kia. Dạ. Ôi trời ơi. Dưới là bãi. Ảnh hưởng đến sức khỏe không? Tại vì không có nhà con không có cầu tiêu. Không có cầu tiêu gì hết, không có tiền để mà dạ, mà dựng cái mái nhà luôn đó, chứ đừng nói chi là không có tiền để có tiền để mà cái này mẹ con với con dựng này lâu rồi đi. Nhà vệ sinh này là bao nhiêu năm rồi? Con cũng không chắc không nhớ nữa, mà này lâu rồi. Dựng cái cây nè cô bác của anh chị. Có những cái hoàn cảnh cực kỳ khó. Ngày xưa á, là khi mà nhà em khó khăn vậy biết rồi chồng em hiện nay á em có dắt về thì chồng em chấp nhận luôn hả? Dạ anh chấp nhận. Ảnh lúc em quen thì ảnh xuống ảnh biết rồi ảnh cũng thương. Ừ. Chỉ có cái là gia đình bên chồng em cũng không có được khá giả. Ừ. Anh không giúp được gì. Ừ. Sau khi lập gia đình mình lại có con nữa. Dạ. Thì lại nuôi mẹ nữa, mẹ thì lại càng khó khăn. Cuộc sống của em á thì đã vốn khó khăn rồi. Có khi nào mình cảm thấy mình tủi không Thư? Dạ thì chuyện đó cũng có, nhưng mà em cũng thương mẹ nên ráng. Ừ. Có bao giờ mình cảm thấy mình thấy vì sao gia đình mình bế tắc gì không? Dạ không, chuyện buồn thì ráng vượt qua thôi chứ cũng nghĩ gì. Có chồng năm 19 tuổi, em học hết lớp mấy em nghĩ? Dạ, đang thi giữa học kỳ 2 của lớp 6 em nghĩ. Học kỳ 2 lớp 6 thì dạ, nghỉ? Dạ. Nghỉ là xong rồi em làm cái công việc gì? Dạ, lúc nghỉ thì em cũng đi phụ giữ em bé mướn rồi á. Rồi vòng vòng đấy ai kêu gì thì em làm được thì em làm. Và bao nhiêu năm em mới có chồng? Dạ, em nghĩ cũng được vài năm là em có chồng. Khi mà chia sẻ một cái hình ảnh như thế này nè, về cái ngôi nhà đã gách nát, cái nhà vệ sinh đi, thậm chí là nó không được hoàn thiện giống như những cái ngôi nhà khác nữa, thì dạ, em là một người con gái em có ngại lắm không? Dạ thì em cũng bình thường thôi. Em là một người con gái khá là xinh gái luôn. Và khi mà chia sẻ lên mạng những cái câu chuyện này thì không biết là chồng của em nè có đồng ý không? Dạ chắc ảnh chịu, tại vì anh cũng thương gia đình em. Ừ. Bây giờ điều mong muốn nhất của em là điều là cái gì? Dạ bây giờ tại vì em cũng đã có gia đình, có chồng, có con rồi nên là em muốn là sau này nếu mà vợ cho em có về bên nhà cha, nhà chồng em ở thì mẹ em cũng có cái nhà lành lặn để ở. Mẹ là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em sinh năm 72, là năm nay năm 52 tuổi. Có bao giờ mẹ em bệnh nặng như vậy thì em lo rằng
khi mà người ta cất cái nhà lên cho mẹ em thì mẹ em không được vài năm nữa thì mẹ em có thể là kiểu là bệnh rất là nặng á, thì em lo lắng, lo có lo vấn đề đó không? Dạ em cũng lo. Chồng em cũng thương, ảnh cũng phụ này kia, nhưng mà tại vì bên ảnh cũng còn con mình ba, ảnh cũng không có mẹ. Chỉ mong muốn là có một cái ngôi nhà để cho mẹ lành lặn, để cho mẹ em sau này già rồi mẹ có chỗ để ở. Trong cái ký ức của em á, thì em nhớ nhất về điều gì ngày xưa em với mẹ em ở trong cái ngôi nhà này? Dạ, lúc bình thường mẹ cái gì mẹ cũng thương em hết trơn. Những cái đêm mưa gió thì ngủ trong cái ngôi nhà này thì như thế nào? Em sợ là sợ mấy cái lúc mà cây đồ nó ngã xuống đồ á. Bởi vì cây đồ nó yếu hết trơn, nó mục á. Mà em thì không có điều kiện để sửa lại cho mẹ. Ngày xưa thì em có bao giờ em ngủ ở trong mưa với mẹ mình ở trong cái ngôi nhà đó không? Dạ, lúc em chưa có chồng thì em với mẹ có khi mưa nó tạt vô á, ướt dẹp ngôi nhà luôn. Ướt dẹp ngôi nhà luôn hả? Dạ. Lúc đó thì tuổi dữ không được? Dạ, em cũng buồn. Tại vì mình có một, mẹ có một mình à, mà mình không có điều kiện lo cho mẹ. Thôi bây giờ chắc cơm mấy anh em mình vô trong đi. Là cô hàng ngày vẫn uống thuốc rồi đi lấy thuốc hàng thật. Lên ngày mai là lên Bến Tre mình tái khám. Vậy mình có tiền gì tái khám không cô? Có bé nhà. Cô có tiền đi tái khám không? Có bảo hiểm không? Có bảo hiểm. Dạ. Có bảo hiểm hả? Phải tái khám gì như cô? Tôi đi chứ. Nó là 5 ngàn rồi lên. Nè đủ 5 ngàn rồi mà mới là thứ hai mới đi. Cái này mổ cách đây. Cách đây 5 ngày rồi ha. Có 2 tuần đổ đường. Bác sĩ chuẩn đoán là cô bệnh tiểu đường với bệnh gì? À, chỉ có tiểu đường thôi. Chỉ có tiểu đường. Dạ. Giai đoạn mấy? Dạ bác sĩ không nói. Không nói giai đoạn mấy hả? Dạ. Chỉ nói là mẹ em bị tiểu đường thôi. À. Mổ hồi 2 năm trước thì bác sĩ nói không có, mẹ không có bệnh nền. Mà mổ lần thứ 2 này thì bác sĩ lại nói mẹ em bị tiểu đường. Ở trong cái ngôi nhà này á, nhìn sơ qua thì thấy nó cũng còn được được. Nhưng mà nhìn kỹ vô á, thì những cái cây cột nó cũng đã như là mục hết à. Những cái chịu, những cái tấm tôn ở trên kia kìa, nhìn thấy nó tạm bợ lắm. Và nếu như mà không phải nói ha, có những cái trận gió mà nó lớn hơn tí xíu á, thì những cái cây này nó có thể xô đổ cái ngôi nhà luôn á. Gặp thì... cái chỗ nứt đó đó, họ thấy không? Sập á. Nghe rắc rắc à, đợt mấy đợt bão á, nghe rắc rớt tường, rớt xi măng xuống, mới rớt xi măng xuống. Mới rớt xi măng xuống hả? Ngay đó anh này. Ngay đó nó rớt xuống. Lâu quá nó rớt bụi ngay cái miếng xi măng xuống. Cái này em kêu chồng em khắc phục tạm thời lại đi, chứ để nó rớt nguy hiểm ngay cái đường đi á. Nhưng mà không có tiền, bây giờ cái nhà vệ sinh cũng không có xây được luôn mà. Không có tiền sửa, giờ bác sĩ cấm không cho đi lại. Hôm nay là nhà mình ăn cơm với gì á Thư? Dạ em ăn cơm với thịt kho của mấy ngày trước còn với cá kho. Thịt kho của mấy ngày trước hả? Là mỗi ngày ăn cơm là tốn nhiêu tiền ta? Chừng 30 ngàn, có khi là 10 mấy 20. Tại cho anh xem nhà cơm là... nhà mình ăn cơm chưa? Dạ được. Cá này là kho cho thằng nhóc nhỏ nó ăn. Ừ, cá này cá gì? Dạ. Cá phi á. Cá gô phi á hả? Thịt kho thảo. Cả gần 1 tuần này á. Gần 1 tuần rồi. Còn cá này là mình mới mua. Dạ cá này mới mua hồi hôm qua. Hôm qua dạ. Một con cá này là bao nhiêu tiền? Con cá phi này chừng vài chục à. Mình ăn 2 ngày luôn. Cho bé, cái này là của bé. Còn cái này là... cái này là... này em với mẹ ăn ở trong cái nồi này. Dạ. Thì ăn gần cỡ tuần rồi. Dạ. Rồi gạo rồi sao? Dạ gạo trong này là người ta cho. À, ai cho? Dạ mấy cô ngoài lộ á. Mấy cô ngoài lộ cho hả? Dạ. Chỉ có mình chồng em là hiện giờ là... có nghĩa là trông chờ vào người chồng em đi lái xe thôi. Cánh này là mấy cô ở đây nè, cho hàng. Người ta thấy khổ quá, người ta cho đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây không có cái nơi rửa chén để mà lạnh lặn, dạ, thậm chí là đây. Thấy cái bếp ga mà để lên những cái cục gạch ở kia kìa. Rửa chén là rửa dưới đó đó hả? Dạ đúng rồi. Anh hỏi thiệt, nửa đêm mà nếu như mà tối quá, mình đau bụng quá, mình cũng đi ra ngoài đó đó dạ, hả? Đúng rồi. Tại vì em quen rồi nên không có sợ. Trời ơi. Là mấy chục năm là cái nhà vệ sinh nó chỉ vậy thôi. Dạ đúng rồi. Tại em ở đây quen rồi nên là đi nó sao cũng không có sợ. Bởi vậy giờ sao mày có địa chỉ giúp đỡ? Mày
Thôi đi ra trước đi. Mà mấy chục năm nay rồi, cái ngôi nhà nó đã xuống cấp trầm trọng rồi. Em có thể chia sẻ số điện thoại của mình lên mạng được không? Dạ được. Được ha. Dạ. Em có thể đọc số điện thoại đi. Dạ. Anh bấm đi, anh đọc. Em đọc số điện thoại đi. Dạ. Rồi ở trên mạng. 0868184546. Là số điện thoại của Thư đúng không? Dạ đúng. Số em xài đó giờ, em xài có số đó. Em hỗ trợ trực cho em luôn, tại vì em cũng ở xa đó. Dạ. Tại vì anh xa, rất là xa, khi mà đến đây thì anh sẽ chia sẻ cái số điện thoại em ở trên mạng ha. Dạ. Thì có thể là cô chú anh chị ủng hộ thì chung tay nhau mỗi người một ít để cho em vượt qua những cái thời gian khó khăn như thế này. Dạ. Còn bây giờ thì có dịp anh về đây thì cũng nghe cô chú giới thiệu về hoàn cảnh của gia đình của mình. Dạ. Và đặc biệt là lúc cô đang bị bệnh như thế này. Dạ. Thì anh thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ á, gửi cho trích quỹ của chú gửi cho em 1 triệu với lại một chai dầu ha. Dạ em cảm ơn, em gửi lời em cảm ơn đến anh. Dạ. Cố gắng vượt qua. Còn đây là đồng hành với anh hôm nay á, thì chồng của em á là làm nghề lái xe tải á. Dạ. Thì sẽ thức hôm thức khuya, thậm chí là có những khi dùng bia rượu á, thì nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh á gửi. Dạ. Cho em một cái phần quà này để cho chồng em uống, hỗ trợ chức năng gan, có những cái vấn đề về gan á. Dạ. Thì có thể sử dụng cái phần quà này. Ở trong này thì nó có cái công thức sử dụng hết à ha, nó có những cái hướng dẫn sử dụng dành cho những người bị gan và cách dùng ở trong cái giải độc gan Tuệ Linh này. Ở trong đây nó có rất là nhiều sản phẩm. Thì coi đọc từ từ ha. Dạ. Rồi. Dạ em cảm ơn. Ừ. Rồi em có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân cũng như là tất cả cô bác của anh chị không? Dạ em thì cũng không biết nói gì nhiều. Em thay mặt mẹ với em cảm ơn mọi người ở cô chú gần xa đã giúp đỡ gia đình em. Và Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng như tất cả cô chú anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ đã hỗ trợ một cái phần quà để cho gia đình có thể vượt qua khó khăn. Chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành với Bùi Hồ trong video clip ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc có lẽ anh xin chào và hẹn gặp lại gia đình mình ha. Anh cô bác của anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Thư qua số điện thoại mà Bùi Hồ đã để trên màn hình, tại vì cái quãng thời đường đi về đây cũng khá là xa.